Dạ vâng, nhóm lợi ngắt ô tô xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Vâng, trong video ngày hôm nay thì em lên sóng gửi đến cho toàn thể anh chị bạn một cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng nhé. Đó là một chiếc xe Kia Forte, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản tự động với động cơ máy 1.6 nhé quý vị nhé. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đấy, xe thì khá đẹp cho mọi người lựa chọn và chúng ta đi gia đình chạy dịch vụ. Với cái dòng xe dòng Kia này thì là một trong cái mẫu xe rất là lành và bền đúng không ạ? Đấy, một trong những mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, Kia Forte đời 2009 nha anh chị bạn nhé. Thì nói chung là tổng thành sơn si, ngoại thất, nội thất của xe hoàn toàn sẵn đi luôn. Đấy, một chiếc xe phiên bản số tự động 5 chỗ mà giá tầm khoảng trên 200. Đấy. Chính xác nhất là giá chào bán tại cửa hàng cho mẫu xe Kia Forte 2009 này là 245 triệu đồng. Em bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc nhé. Đấy, xe thì được trang bị cái nước sơn màu con này là trang bị cái nước sơn màu gọi như là màu xám ấy chị bạn nhé. Đấy, màu xanh đá đấy. Đấy, chúng ta có thể gọi là màu xám hay là màu xanh đá đều được cả. Đấy, xe thì nói chung là bao đẹp cho mọi người. Đấy, không có lỗi lầm gì cả nhé. Trang bị 4 phanh đĩa đầy đủ này. Đấy, 4 phanh đĩa đầy đủ, ABS đầy đủ hết nha anh chị bạn nhé. Đó. Về phần đuôi xe có trang bị cam lùi và cảm biến đầy đủ hết. Đây, các bác có thể xem nhé. Đấy. Đấy, về phần đuôi xe này có trang bị cam lùi này, cảm biến chống va chạm đầy đủ hết nha các bác nhé. Đó, một chiếc xe rất ok cho các bác anh chị bạn lựa chọn. Tầm tiền tài chính hơn 200 triệu đồng. Đấy. Forte đời 2009 nhé. Đó, lốp dép dàn lốp rất là dày luôn. Đấy, dàn lốp hầu như là còn mới nguyên bản, anh chị bạn có thể xem đây. Đấy, lốp dép rất dày nhé. Xi nhan được tích hợp báo rẽ trên gương đầy đủ hết. Và đăng kiểm của nó đến tháng 9 năm 2024. Đấy, còn gần 1 năm nữa đúng không ạ? Đây, em sẽ đi vào phần nội thất cho mọi người cùng xem cái phần nội thất của cái mẫu xe này nhé. Vâng, khi tiến sâu vào phần nội thất của xe thì đây anh chị bạn có thể xem này. Nội thất con này thì được trang bị nội thất màu da, ghế da màu đen. Đấy, chủ đạo của nó là màu đen. Đó, rất sang trọng và lịch sự đúng không ạ? Có màn hình này. Đấy, có hệ thống màn hình đầy đủ này. Đó, hệ thống màn hình đầy đủ này. Đó, và đây là hệ thống cụ số này. Đấy, các bạn có thể xem nhé. Đó, hệ thống vô lăng 3 chấu này. Đấy, thích hợp các phím bấm trên vô lăng đầy đủ hết nhé. Đây có cả cam hành trình nữa. Đấy, chúng ta có cả cam hành trình này. Chân thì chân nỉ nguyên bản này. Đấy, chân nỉ nguyên bản bọc ni lông nhé các bác nhé. Đó, đèn chân này. Đấy. Rất ok luôn đúng không ạ? Đây là phần hệ thống tắp liên cửa bên lái, à bên phụ đằng sau. Đấy, đây là bên phụ đằng sau cho cái phần tắp liên cửa này. Đấy. Với cái dòng xe này thì nó hoàn toàn là xe một cái mẫu xe gia đình. Đấy, hoàn toàn không có chạy dịch vụ taxi gì cả. Đây em sẽ kiểm tra chi tiết cho mọi người xem những cái phần keo chỉ của cánh các cánh cửa nhé. Đấy, như ta chúng ta có thể thấy là keo chỉ bên cánh phụ này là nguyên bản này. Đấy. Tất cả về phần cột kèo sắt xi của xe thì mọi người yên tâm sử dụng. Đấy, tất cả cột kèo của nó đều là nguyên bản hết trên xe. Đây các bác có thể xem cái phần cột bên ghế phụ cái đằng trước nhé. Đó. Đây, ốc vít bản lề đây các bác có thể xem này. Đấy, những con ốc này. Những con ốc không có dấu hiệu của vặn mở có lên một lết thì đúng không ạ? Đấy. Trang bị bộ la đăng này. Đấy. Bộ la đăng đúc đa chấu nhé. Đó. Vâng, và đây là phần hệ thống tắp liên cánh cửa bên phụ và bên phụ đằng sau. Đây các bác có thể xem cái phần nhựa của nó này. Đấy. Tất cả cái đường vân sần nhựa của nó vẫn là nguyên bản này. Đây các bác có thể xem nhé. Xe là hoàn toàn không có dấu hiệu van đục nha mọi người nhé. Đấy. Keo chỉ bên cánh này cũng là nguyên bản này. Đấy. Đời 2009. Với dòng xe Kia Forte này thì nói chung là ngày trước nó tầm tiền trên 300 cơ. Bây giờ cũng tầm khoảng 240 thôi. Giá cũng rất hợp lý rồi đúng không ạ? Cực kỳ hợp lý cho anh chị bạn rồi đúng không ạ? Đấy, tầm tiền tài chính hơn 200 thì chúng ta có thể tham khảo. Hàng ghế đằng sau. Đây, khoang nội thất đằng sau. Đấy. Đây anh chị bạn nhé, có trang bị cảm biến này. Đấy, những cái nút cảm biến chống va chạm này, cam lùi này. Đấy, hệ thống cam này. Biển Hải Phòng tên tư nhân. Hệ thống đèn đóm thì nói chung là
cũng còn rất là ok luôn. Đây, đèn hậu này. Đây, lốp rất là dày nhé. Đây các bạn có thể xem dàn lốp rất là dày luôn. Lốp thì bốn lốp đều như nhau luôn anh chị bạn. Đấy. Bốn lốp đều như nhau, rất là dày. Đấy. Canh đĩa bốn bánh này. Đó. Và đây là phần hệ thống tắp ly cửa bên lái. Đây, các bác có thể xem phần tắp ly của nó này. Đấy, không có dấu hiệu của sức sát hay là bị hao mòn chi là nói chung là có độ hao mòn nhưng mà nó không đáng kể. Đúng không ạ? Thế đương nhiên là qua 14-15 năm sử dụng rồi không là tránh được cái vấn đề mà hao mòn của xe. Còn xe này thì bên em cam kết cho mọi người là không có đâm xô hay tai nạn gì hết nhé. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản này. Máy móc thì đời này thì cũng đã được bảo dưỡng bảo trì lại đầy đủ rồi. Đây là phần khoang cốp đằng sau. Chúng ta có thể xem phần khoang cốp của nó đây. Đấy, rất đẹp luôn. Với cái dòng xe nhập khẩu thì mọi người không phải lăn tăn gì vấn đề mà tôn vỏ mục mọt này, tại vì nó khá là chắc chắn luôn quý vị các bạn. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn, rất đẹp nhé. Đây, quý vị có thể xem này. Đấy, gầm bệ không có một chút nào gọi là mục mọt chi hết. Đó, lốp dự phòng này. Đấy. Đấy, gầm rất sáng nhé. Đó. Nói chung là để mà đánh giá tầm tiền hơn 200 triệu một chiếc xe số tự động thì cái mẫu xe này khá là hợp lý cho mọi người. Đấy. Đây em sẽ quay phần nội thất và máy móc cho quý vị các bạn xem có chi tiết cụ thể hơn. Đấy. Về phần hệ thống nội thất của xe thì đồng hồ được đặt là chính tâm ở trước mặt người lái này. Đấy. Đây. Đó. Xe thì là một chiếc xe gia đình sử dụng, những order của nó thì em nghĩ chắc là chuẩn. Đấy, 18 vạn gần 19 vạn thì chắc là chuẩn, tại vì là con này thì nó là chạy gia đình thôi. Đấy. Kính ghiếc lên xuống. Hệ thống màn hình này, nhạc nhã âm thanh đầy đủ nhé mọi người nhé. Đây có cả cam hành trình này. Đấy, cam hành trình đầy đủ nhé. Vô lăng có thích hợp các phím bấm trên vô lăng. Đây các bác chị bạn xem, thích hợp phím bấm trên vô lăng. Vô lăng nói chung là cũng có cái độ hao mòn này. Cái phần cạnh chỗ này là các tà hay để tay. Đấy, nên là cái phần bọc vô lăng của nó là bọc da, cho nên nó có bị trước cái da, trớt da. Bên này để nhiều nhất này. Đấy. Bên này thì nó đỡ hơn. Xe có trang bị túi khí an toàn này. Đó. Hai túi khí an toàn và có hệ thống phanh ABS. Máy thì máy eco nhé anh chị bạn nhé, khá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bây giờ em sẽ quay phần máy cho mọi người xem, có hệ thống gương cục xe đầy đủ nhé. Đây, Forte thì nó sẽ có hai phiên bản, bản 1.6, bản 2.0. Thì con này nó thuộc bản 1.6 thôi. Đấy, bản 1.6 thôi anh chị bạn, không phải là bản đủ nhé. Máy hôm nay thì như em cảm nhận ở phần bên ngoài khá là êm luôn quý vị anh chị bạn. Khi mà đứng ở bên ngoài là hoàn toàn không nghe được tiếng máy nổ. Đấy, máy rất êm luôn ạ. Vâng, và đây là phần khoang máy của mẫu xe Kia Forte anh chị bạn nhé. Đây có bác có thể nghe phần tiếng máy giúp em này. Đấy, máy rất êm luôn. Máy nổ rất êm luôn quý vị anh chị bạn. Động cơ 1.6 nhé. Đó. Máy móc con này thì quá ok, một cái mẫu xe rất là lành và bền. Đời 2009 phiên bản số tự động mà giá chỉ có tầm hơn 200 triệu. Vâng, rẻ ngang số sàn luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, máy rất là khô ráo, sạch sẽ và đẹp luôn rồi. Đây, mình đã theo dọn dẹp sạch sẽ rồi nhé. Đấy, các bác về là hoàn toàn cũng đi thôi. Đấy, máy rất êm luôn. Đó. Hệ thống lắp cabo này. Lắp cabo vẫn là còn nỉ nguyên bản nhé các bác anh chị bạn nhé. Đấy. Cái nỉ lắp cabo chống nhiệt vẫn còn nguyên bản. Tem mát nhà máy này. Đó. Vâng, bác nào quan tâm đến cái mẫu xe Kia Forte đời 2009 này thì alo trực tiếp cho em Lợi Ngát Ô Tô nhé.
Qua số điện thoại là 0866010016 để sở hữu ngay cái mẫu xe Kia Forte này với giá tốt nhất quý vị nhé. Một lần nữa cho em Lợi Ngát Ô Tô gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà con cô bác chị bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngát Ô Tô trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và chị bạn trong những cái mẫu xe lần sau ạ.